đại quận tư tái xuất giang hồ. Vì nay thấy trên đầu bết bết, vào tiệm tóc ngang nhiên ngồi xuống, các em nhuộm gội cho chị nhanh lên. Và rồi cái kết, tiền chị hết, nhuộm tóc đẹp chị đi chơi Tết. Các em nhuộm ok ra phết, nhưng nhắc tới tiền ầm ở chị quên. Chị đại quận tư tên là Ngân, bao nhiêu lần được lên mặt báo. Chị hiên ngang cái mũ Covid, không phòng chống dịch là việc của tao. Này hiên ngang chị bước ra đường, nhân duyên đưa chị vào tiệm tóc. Đầu của chị nó đang lỗi mốt, em nhuộm cho chị kiểu khác được không? Các em ủa ra tưởng khách sộp, chọn cho chị màu tóc thật ưng. Vừa làm vừa khen màu này đẹp, chị đại cười tươi khen ngợi không ngừng. Tóc đã xong thôi chị về, ôi chị ơi còn tiền cắt xê. Cho em xin công làm tóc, chị đại ngẩn ngơ ô hay tiền dè. Chị không có đồng nào trong túi, chị sang trọng nhưng không mang tiền. Hóa ra tất cả điều chị nói từ đầu tới cuối chỉ là luyên thuyên. Không trả tiền thì thôi trả tóc, trả lại màu tóc cũ như xưa. Mong chị đại từ nay về sau không còn ra đường mà nhuộm chịu nữa. Chị đại là bà chúa quận tư, trên là trời dưới đây là chị. Bước ra đường như là thủy hử, đi ăn đi chơi đều là miễn phí. Tại sao chị phải trả tiền, chị ăn cho là may lắm đấy. Với ai thì tiền bạc là sang trọng, còn với chị như là đống giấy. Chị tỉnh đi đừng như thế nữa, không khỏi thì cứ vô Huế chữa. Đừng làm gì để như thế nữa, ai cũng phải làm chỉ mong đến bữa. Muốn ăn ngon thì phải đi làm, muốn mặc đẹp phải đổ mồ hôi. Giống như một vị nhân nào đó, không làm muốn ăn thì ăn chịu thôi.